đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, trong bộn bề cuộc sống này để tìm hiểu một người rất là khó, và đi đến tận cùng nó càng khó hơn nữa. Chính vì thế Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ là chiếc cầu nối kết nối những mảnh ghép đó. Họ không cần phải vất vả đi tìm đâu xa mà hãy đến với chúng tôi để chúng tôi tìm hiểu sẵn cho quý vị nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Cuộc hôn nhân em đổ vỡ. Đổ vỡ hôn nhân? Con một mình. Bé được 19 tháng thì anh vẫn lại đi. Thì lúc đó thì cái sự kiên nhẫn của em nó không còn nữa đấy. Thì với lại từ cái sự thúc đẩy của gia đình là hồi tháng 2 em quyết định ra tòa là ly hôn. Em xinh như một nàng tiên, làn da ánh mắt làm điên lòng người. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em tên là Trần Quốc Đỉnh, sinh năm 88, quê hiện tại đang làm việc ở Gia Lai. Công việc là trồng làm cà phê và sầu riêng, trồng tiêu. Thôi thôi, trồng cà phê, sầu riêng luôn. Thơm quá. Nhìn thấy là biết trồng sầu riêng rồi ha. Quá trời đất rồi, hấp dẫn quá. Mình trồng được bao nhiêu sầu riêng vậy Đỉnh? Dạ, khoảng gần 300 cây. Gần 300 cây, mãi đỉnh. Là nó khoảng bao nhiêu hết em? Dạ khoảng 3,5 hết. Ôi, tức là một hết trồng được khoảng 100 cây ấy, đúng không? Dạ khoảng đấy. Thì sầu riêng của em á, thì năm nay là thu năm đầu tiên. Nó chỉ mới 1/3, 1/4 của số lượng cho quả. Một cái sầu riêng dài nhiêu 1 ký? Sầu riêng hiện tại bây giờ nó khoảng 90, khoảng 100. Còn 100 ký đi. Một năm về khoảng bao nhiêu tấn? Nếu mình khai thác trồng vẹn á thì nó khoảng rơi vào 3-40 tấn một năm. 30-40 tấn, 100.000 ký. Còn bây giờ của em thì nó mới bắt đầu ra quả thì nó rồi, chỉ... Nói chung là mà mới ra thì nó ít hơn đúng không? Dạ. Còn cà phê thì sao? Cà phê khoảng 10 tấn đến 15 tấn một năm. Bên đây là phê riêng nha. Có cà phê, có sầu riêng, gọi tắt là phê riêng. Phê riêng hả? Nghe mùi qua tới bên đây rồi. Ngất ngây, mãi đỉnh. Thôi, mình làm việc tiếp đi. À, em chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh, em tên Oanh. Em 38 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Công việc hiện tại của em là làm dược sĩ. Ưu điểm khuyết điểm của Đỉnh là gì? Dạ, ưu điểm của em á, làm bánh thủ công truyền thống làm cũng được luôn. Về công việc sửa là tất cả đồ điện tử, máy móc, điện. Được luôn. Được, em sửa được hết. Quá giỏi. Rồi, mời nhà gái chia sẻ về ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm thì em chịu khó, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn. Công việc nào thuộc về của người phụ nữ thì em chu toàn hết được. Còn khuyết điểm của em thì nó hơi yếu đuối một tí. Cũng dễ xúc động, hơi hờn một tí. Hay hờn? Dạ đúng rồi. Hay hờn nhưng mà có dễ dỗ không? Thì nói ngọt tí là thôi, chứ không dây dưa 3-4 ngày. Đường tình duyên của mình sao nè? Cuộc hôn nhân em đổ vỡ. Đổi vợ hôn nhân? Con một mình. Lớn chưa Đỉnh? Dạ, năm nay là vào lớp 3. Trai hay gái? Dạ, trai. Lý do là sao mà? Nói chung ngày xưa thì lúc ban đầu á, thì coi nó chồng nó còn nhỏ, thì nó khổ, thì để vợ đi làm công ty. Không ngờ một đi đi luôn, không trở về. Không ngờ một đi đi luôn, không trở về. Nhà gái thì sao nè? Hoàn cảnh mình như thế nào? Em ly thân 5 năm. Thì em mới quyết định ly hôn hồi đầu tháng 2 đây. Lý do thì trước em hai vợ chồng ở dưới quận 7 ấy, thì em có lên lập nghiệp trên Bình Dương, thì anh thì vẫn ở dưới quận 7 cứ đi đi về về ấy. Sau một thời gian thì cái thời gian về với em là ít đi ấy, thì cứ 6 tháng rồi 1 năm thì em vẫn đợi, cứ nghĩ là người Bắc mà chị là cứ nghĩ là mình không thể sanh được con trai á, thì anh lấy lý do cách trở này kia. Thì sau đấy em cũng cố gắng để em sanh thêm đứa trai năm 2017. Thì sau này đến bé được 19 tháng thì anh vẫn lại đi. Thì lúc đó thì cái sự kiên nhẫn của em nó không còn nữa đấy. Thì với lại từ cái sự thúc đẩy của gia đình thì nói là bây giờ là cái thanh xuân của mình nó có hạn chế, không có thể mà ngồi mà đợi chờ mãi một người mà cứ đi xong lại về, cứ đi xong lại về như thế được. Thì em mới quyết định là
là hồi tháng 2 em quyết định ra tòa là ly hôn. Hiện tại là bé gái thì ở với em, thì bé trai thì ở với ba ngoài Hà Nội. Vì đâu chị Lan cũng vẫn chưa, mình vẫn chưa hiểu cái nguyên nhân. Tại vì hai vợ chồng thì cũng có ít nói chuyện với nhau ấy, ít tâm sự với nhau thì đâm ra nhiều vấn đề là không có hiểu nhau nhiều. Mỗi bên đều đã đổ vỡ. Bây giờ mình tới với nhau để mình gọi là đem đến nhiều yêu thương hơn nữa, lấp đầy những cái tổn thương trong cuộc sống em ha. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi. Nhà gái mong muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Em chỉ cần chịu khó, biết lắng nghe, chia sẻ thì khó khăn nào thì cũng vượt qua được. Em cũng là người cũng chịu làm á, thì cũng không cần phải là đòi hỏi về mặt kinh tế nhiều. Còn em sao? Cũng mong người vợ hiền, thương yêu gia đình, như vậy là đủ rồi. Bên kia anh nghĩ chắc là được. Điều cô kia hiền quá, ít có chia sẻ đó. Thôi bây giờ mình nói cụ thể về ngoại hình đây nè. Bây giờ muốn cao nhiêu, cao sao, thấp làm sao? Em thì cao rồi, em muốn tìm một người cao hơn em, tầm 1m7 trở lên. 1m7, rồi, để đi qua. Chắc không tới đâu. Trời ơi, chào nhà trai. Khoảng 1m6 không? Dạ, khoảng 6-4, 6-3, 6-4. 6-3, 6-4. Được rồi. Không sao đâu. Quan trọng là cây sầu riêng có cao không thôi. Đúng rồi. Quan trọng là cây sầu riêng có nhiều trái hay không. Cây sầu riêng mỗi một năm ra như vậy là có 100 kg. Mà em 300 cây sầu riêng, 30 tấn một ký sầu riêng 100 ngàn đúng không em? Dạ khoảng đấy. Trời ơi tính nó ra nó miễn cây sầu riêng cao, còn tôi lùng nhiêu cũng được hết chứ. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn học và bạn học gần hả? Nhà luôn ạ. Dạ. Chào em. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Bên đây là bạn học của em cùng quê từ nhỏ luôn ạ. Em thấy bạn trai bên đây thì cũng rất là hiền và dễ thương. Bạn gái bên đây thì bạn học của em từ nhỏ em biết ạ, bạn rất là hiền. Mong cho hai bạn là quên đi quá khứ đi để cùng nhau xây dựng tương lai. Và dạ, em xin cảm ơn ạ. Rồi, gái hiền quá. Dạ. Rồi nhà trai mình đi với anh. Dạ em đi với chị ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì mình thấy bạn nhà gái rất là dễ thương, rồi dịu dàng, nhẹ nhàng. Mình đánh giá rất là bạn đó ok. Hy vọng là bạn với em Đỉnh á, tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Mở rào. Ngày hôm nay gặp em trong chương trình muốn hẹn hò. Giờ nhìn em thật lâu, anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đó hoa hồng, em cười như những nụ hồng. Đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàn tiên giản dần. Lòng anh thầm mong ngày sau tình ta sẽ mãi sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, ôi nàn tiên quá diệu hiền. Cuộc đời anh người ơi, anh ước mong có vậy thôi. Yeah. Anh có món quà tặng em. Một cái màn chào hỏi quá ấn tượng. Quà gì mở ra cái thùng bự quá vậy? Gì mà quá trời quá đất vậy? Đây là món mỹ phẩm. Em mong em luôn luôn xinh đẹp. Đây là một bức ảnh. Hy vọng trong tương lai á, hai đứa mình có một bức ảnh chung với nhau. Trời ơi. Và anh tặng em một quả sầu riêng. Cái này chắc cũng 6-7 kg á. Rồi được rồi, ngon lành. Em không có chuẩn bị được nhiều thì em chỉ có hộp thuốc. Anh thì cái này thì có gì thì em sẽ hướng dẫn sử dụng sau. Anh đón nhận. Cảm ơn em. Vừa cái tặng thuốc. Em mời anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và em Oanh dùng sầu riêng. Trời ơi, tôi lựa cục bự nhất coi. Mời em ăn sầu riêng. Dạ, để lát em ăn sau. Mời chị Ngọc Lan à. Dạ, anh cứ sầu để đó đi. Sầu riêng Gia Lai. Ngại quá trời luôn thiệt. Hai người nói chuyện đi, tôi làm chuyện riêng. Em có gì hỏi anh không? Thì ví dụ như là mình tìm hiểu thì anh dành thời gian em một tuần khoảng mấy ngày thì xuống thăm em được ạ? Thì về thời gian anh công việc anh cũng khá là bận. Nếu được thì anh chỉ có thể dành một tháng hay một lần thôi. Tại vì một tuần anh cũng có con nhỏ đưa rước đi học ngày. Mình không thể nào đi thường xuyên được. Ví dụ như mình tìm hiểu hạn thì anh mong muốn là công việc của ai người đấy làm. Hay là anh muốn là hai người cùng về một công việc? Về công việc á thì nếu em bán thuốc được ấy, về đó mở tiệm thuốc em bán. Còn công việc kia là của anh. Là có nghĩa là ý anh vẫn muốn là chuyển tiệm thuốc về trên Gia Lai à? Thì hiện tại anh làm nhà ở trong vườn á, không phải đường. Nếu mình chuyển được thì có thể một năm sau anh mới thu nhập, anh dùng số tiền đó mở cho em một tiệm thuốc.
Dạ vậy em hiểu. Anh có gì hỏi em không? Em ơi, thấy anh thế nào? Phải người em chọn, ngày nào em mơ. Anh nghĩ đọc vậy mới hay nè. Anh đứng lên đây em. Em xinh như một nàng tiên, làn da ánh mắt làm điên lòng người. Nụ cười em luôn là người, chung kia tìm đến lòng người lạc xuân. Em xinh như một thiên thần, hèn nghe bạch điếc nằm phần kém hơn. Làn da mái tóc gì hơn, tiếc kia cũng phải dội hờn vì em. Gương mặt nụ cười tỏ đêm, hèn nghe soi sáng phải thêm e dè. Anh đây có phước gì này, quen em cô gái người mê vạn người. Em thấy anh như thế nào? Thấy cũng hiền, cũng chất phác. Thì anh thấy em sao? Hình như vừa anh đọc thơ đấy. À, là có nghĩa là những gì anh nói là ở hết trong thơ đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu em có thời gian á, thì em cứ đi vào bên Gia Lai với anh vài ngày tìm hiểu công việc anh như thế nào. Lên Gia Lai đã có anh chờ, đỉnh là tên gọi anh chờ em nha. Anh xuống Bình Dương anh chơi xong dẫn về nhà anh luôn. Mình nhanh gọn, tại vì mình cũng tuổi mình cũng đã lớn rồi. Nếu về mình cảm thấy được mình tiếp tục. Không, em cảm thấy anh không ok thì mình dừng lại thôi. Hợp lý. Hợp lý. Tại vì hai bạn cũng, hai anh chị là cũng có tuổi rồi. Rồi, mình bây giờ mình còn một điều quan trọng nữa. Mấy đứa nhỏ, mình cam kết nhau mấy đứa nhỏ, coi mấy đứa nhỏ như thế nào đó, nói định nói với Oanh đi. Là đứa nhỏ thì con em cũng như con anh. Nếu sau này á em có về thì đưa bọn trẻ về ở chung. Dạ em thấy cũng hợp lý ạ. Em quan niệm của em là bố mẹ ở đâu con phải ở đấy, chứ không được tách riêng. Kể cả con anh cũng vậy, sau này em cũng coi như con em. Rồi bây giờ là mỗi người sẽ tự rồi là quyết định mình bấm hay không bấm nha. Trở về vị trí thế nào. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên nào. Thầy sẽ anh xin phép anh hôn em. Vô. Trời ơi. À, chúc cho các bạn sẽ sớm tìm hiểu nhau nha. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn đây. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululu, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululu Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululu. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Chương trình gửi tặng bạn một bộ sản phẩm bổ phế Nam Hà, thương hiệu bổ phế hơn 64 năm có mặt trên thị trường, với thành phần các cánh tỳ bà diệp, bách bộ, xạ can và các thành phần thảo dược khác, dùng cho các trường hợp ho, đau, rát cổ họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Đây là bộ sản phẩm bổ phế quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt Nam. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi bây giờ em muốn hát bài gì tỏ tình không? Hát bài nữa anh. Ừ, vừa hát. Rồi em hát bài nữa. Vừa hát vừa đi, nào. Anh không cần biết em như thế nào. Lớn lên. Anh không cần quá khứ em làm sao. Trời chậm chậm thôi quanh. Dù cho em ngày xưa bao mối tình, không bận tâm, anh sẽ không bận tâm. Chỉ cần em trao anh tấm chân tình. Trời dễ thương quá trời đất luôn.
Mà chị có em dễ thương thiệt. Tôi khoan đỉnh này nha. Hy vọng rằng một thời gian sắp tới thôi thì hai bạn sẽ gửi tin vui đến cho chương trình của chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Trời ơi, chút dạ. xíu vậy con hả? Dạ, con còn nhỏ lắm. Mấy ca? Con 2 ca. 2 ca giờ nó dậy thì sớm quá. Ưu điểm của con là con hòa đồng, dễ gần nhưng mà khó thân. Dễ gần nhưng mà khó thân. Có gì kỳ vậy? Từ lúc tỏ tình cho tới lúc mà người ta đi du học là bao nhiêu lâu? Chắc mấy tuần. Dạ, tính bằng tuần. Ủa vậy có phải là yêu chưa? Dạ, nhưng mà cho con tính đi. À, cho trời. Vậy đi. Mời nhà gái. Rồi, mời em ngồi. Mời nhà trai. Đây, 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 đây. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào con gái. Toàn bộ khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phương Anh, năm nay em 22 tuổi. Trời ơi, chút dạ. xíu vậy con hả? Dạ, con còn nhỏ lắm. Còn nhỏ quá. Con đang làm gì vậy Phương Anh? Dạ, thật ra công việc gần đây nhất của con là làm trợ lý phân tích ở một công ty tư vấn chiến lược. Nhưng mà bây giờ con đang xả vai để tập trung vô cái định hướng. Vẫn làm tư vấn nhưng mà con muốn tập trung vô mảng tài chính hơn. Chứ phải tập trung vô mảng lấy chồng hả con? Cả hai ạ. Em đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang ở Bình Dương với gia đình ạ. Rồi, nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và bạn nữ phía bên kia và những người có trường quay ạ. Chào con, mấy ca? Con 2 ca. 2 ca giờ nó dậy thì sớm quá. Con tên gì con? Con tên Gia Bảo. Dạ, hiện tại con ở Long An và con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Con làm gì? Con làm nhân viên văn phòng, nhưng mà về mảng phụ kiện ô tô, thu mua xe cũ ô tô nữa. À, thu mua xe cũ ha. Dạ. Rồi, vậy là được rồi đó, nhà gái. Bên tôi thu mua xe cũ nha. Bên đây tư vấn tài chính, tư vấn cho bên kia thu mua thì sao mà tài chính nó vô ào ào. Được, hợp lý. Rồi, nhà gái nè, nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì đầu tiên, cái điểm mạnh của con là khá là lạc quan và tích cực. Thứ hai là con nghĩ con là một người khá là linh hoạt. Ví dụ thảy con vô một cái cộng đồng nào, con cũng chỉ mất chắc 5 phút để làm quen với mọi người xung quanh. Trộm vía là những cái mối quan hệ mà con có được, mặc dù nó không có nhiều, nhưng mà các bạn con chơi toàn tính bằng 5 trở lên. Trời ơi. Khuyết điểm của con chắc là do con thiếu cái trục quyết tâm ở trong bản đồ số, nên là con luôn nằm trong cái mối quan hệ tay ba. Mối quan hệ tay ba là con đồ ăn ngon và giảm cân. Hai bên đều cái nào cũng quan trọng hết. À, con cũng hơi gia trưởng. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ. Con gái mà gia trưởng đó. Là con. Dạ. Con 2K2. Dạ, gì ba? Mà con gia trưởng. Dạ. Cũng là trời ơi. Trưởng là làm mọi chuyện theo ý của mình. Vậy đó con hả? Dạ, mấy chị càng cấm con càng làm. Trời đất ơi. Trời ơi, nè nó nghe nè, trái. Có sợ gia trưởng không? Dạ có. Con có gia trưởng không? Dạ không. Không hả? Dạ. Từ xưa tôi mới thấy là nhà gái gia trưởng đó nha. Rồi, mời nhà trai. Còn mình sao nè? Ưu điểm của con là con hòa đồng, dễ gần nhưng mà khó thân. Dễ gần nhưng mà khó thân. Có gì kỳ vậy? Dạ, cái nữa là con rất là linh hoạt trong công việc, giải quyết những cái vấn đề á, với lại con tiếp thu nhanh. Đó là những cái ưu điểm của con. Khuyết điểm là gì con? Khuyết điểm của con là con hay quên, với lại con cũng hơi khó trong mấy cái công việc á. Đường tình duyên của mình sao con trai? Dạ, nếu như mà con không tính mấy cái mối tình cấp 3 thì mấy cái đó cũng mấy tháng rồi nên không tính vô. Còn mấy cái đó nhiều lắm hả? Dạ không, có 1-2 mối thôi. Nhưng mà sau đó thì từ năm 2018 đến nay thì con chỉ có 1 mối tình thôi. Mấy năm con? Mối tình đó cũng chỉ có 6 tháng thôi. Tôi thấy mấy mối tình mà quen nhau 6 tháng là bảo đảm là 6 tháng là sáng tháo. Thành ra quen nhau ít nhất phải hơn 6 tháng thì nó mới lâu dài được. Vậy cũng đâu có sâu đậm gì con hả? Dạ. Rồi. Nhà gái thì sao? 2K2 nè. Mấy mối tình rồi? Dạ chắc một con. Chắc một thôi. Dạ thì cái mối tình của con thì cũng 2 tháng thôi. Thì lúc đó là mối tình gà bông hồi đầu năm cấp 3. Ủa trà bông là sao? Gà bông chứ không phải trà bông. Mối tình gà bông là sao? Là mối tình học sinh trẻ con nghe thôi. Chán ghê á, mặc đồ hip hop mà không có biết mối tình gà bông là gì. Quen có 2 tháng hả con? Dạ không phải là 2 tháng, ý là từ cái thời điểm mà biết bạn đó cho đến tụi con quen nhau qua chuyến đi chơi Nha Trang. Rồi sau đó đến khi mà xác lập mối quan hệ, rồi bạn đó đi du học Mỹ, tất cả là tính 2 tháng thôi. Cũng vừa đôi phải lưới với bạn có bên kia. Có tỏ tình chưa? Dạ bạn đó có là tỏ tình. Từ lúc tỏ tình cho tới lúc mà người ta đi du học là bao nhiêu lâu? Chắc mấy tuần. Dạ tính bằng tuần. Ủa vậy có phải là yêu chưa? Dạ, nhưng mà cho con tính đi.
Nhưng mà cho con tính đi. À cho cho. Vậy đi. Mới nó nhỏ giờ đúng là thiệt á. Khác xưa xa thiệt xa luôn. Cho con tính luôn. Tụi mình già quá rồi để ngồi ở trên đây nghe tụi nó nói chuyện. Nói chung là bên đây có hơn chút xíu nhưng cũng không đáng kể đâu. Hai đứa còn nhỏ lắm, tính ra nó cũng chưa yêu đâu. Rồi bây giờ nè, muốn có người yêu thì sao nè? Con thì con dễ bị hấp dẫn bởi những bạn mà có sự tự tin. Thứ nhất là tự tin nè, thứ hai là tự chăm lo cho mình, có sự độc lập nhất định, biết quan tâm không chỉ đến mình mà những người xung quanh. Ngoại hình thì con muốn bạn đó có gương mặt sáng một xíu. Sáng, yên tâm. Mặt bên đây là hơi sáng luôn á. Mặt sáng hay mặt tối? Đèn soi luôn còn sáng hơn nữa. Rồi, chào trời. Sáng trưng con ơi. Rồi gì nữa? Bóng đèn luôn đúng không? Hả? Đẹp lắm luôn. Con thích thư sinh hay là thích bad boy? Nửa này nửa kia. Con cái gì cũng muốn hết. Cái gì nó cũng muốn hết trơn á. Có bad boy không? Làm được. Làm được hả? Nó làm được bad boy, ok. Là gì? Bạn đó là giao diện thư sinh nhưng mà bên trong là bad boy. Đúng rồi, ngoại thất là thư sinh nhưng nội thất là bad boy. Quá trời đã ơi. Luôn. Quá đã luôn. Rồi gì nữa nè, thích gì nữa? Thật ra con cũng không có gu cố định đâu ạ. Nên là con... Con có biết yêu đâu mà con biết gu cố định của con. Thì con đang đi kiếm nè. Chiều cao, cân nặng như thế nào, có cụ thể không? Chiều cao chắc hơn con một cái đầu là được rồi. Chà, câu này nó cũng nặng nề lắm đó. Rồi gì nữa nè? Còn về không thích thì con không thích bạn đó vô tâm, vậy thôi. Thì sao, biết quan tâm không? Dạ có. Hồi nào giờ có quan tâm ai chưa? Dạ có rồi. Quan tâm được 6 tháng nữa hả? Dạ. À, thì nói chung cũng bạn gái thích ăn gì thì cũng mình cũng chở đi quan tâm này kia. Quan tâm là phải biết luôn người ta thích ăn gì chứ. Dạ đúng rồi. Giờ mình sao nè, mình mong muốn có người yêu sao nè? Đối với em thì vẻ ngoài cỡ 6 điểm được rồi. Còn giờ 8 điểm được vấn không? Vấn đề là con chỉ thích cái người mà có cùng cái học thức với cái quan điểm xã hội giống như con. Thì khi mà quen nhau á thì nó có những cái nó trao đổi nó dễ dàng hơn. Thì con chỉ thích vậy thôi. Con có thích gia trưởng không? Tình yêu con đủ lớn thì con chấp nhận được. Thật ra nói thôi chứ không gia trưởng đâu con ơi. Con đi với ai? Con đi một mình. Con đi một mình hả? Dạ. Sao gan vậy? Tại vì con muốn giữ bí mật này về công bố sao. Được, bí mật mai mốt phát cả nước biết luôn hả con? Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái và những bạn học cấp 3. Dạ chào chị. Dạ vâng, em chào chị Ngọc Lan và con chào chú Quyền Linh. Con dạ. Cách em gái mấy tuổi con? Dạ con cách em 3 tuổi. 3 tuổi dạ, hả? Dạ con 99 thì hơn bạn đây 1 tuổi rồi. Chị có thể kêu bằng em được rồi ha? Cũng sắp bằng hình em rể rồi chú. Sắp rồi. Con thấy em rể tương lai con sao nè? Dạ con muốn hỏi em rể một câu. Hỏi đi con. Dạ. Ờ thì chị thấy là mấy mối tình của em là ngắn á, 6 tháng đồ á. Thì chị muốn hỏi là em đi tráp người ta hay là em bị người ta tráp vậy? Thì này em cũng chia sẻ luôn là những cái mối quan hệ của em quen á là trước giờ em chưa từng tỏ tình ai hết. Là chỉ là do là em gặp mặt lần đầu rồi xong rồi cái hai người có nói chuyện qua lại rồi quen nhau thôi chứ em cũng chưa nhắm tới trước hết. Ờ vậy thì có nghĩa là bạn nữ là người chủ động còn em là người bị động đúng không? Tất nhiên là em sẽ là người chủ động rồi. Nhưng mà do là cái thời điểm mà gặp nhau thì nó chỉ là gặp nhau một lần duy nhất rồi xong rồi cái có nhắn tin qua lại thôi. Chào chị vợ tương lai câu đi. Em chào chị. Em có muốn hỏi bạn nữ đó không? Hỏi đi, đó cơ hội đó. Không biết bạn nữ tính tình như thế nào? Nó gia trưởng lắm em, cái này là chị confirm em, rất là gia trưởng luôn. Ngoài ra thì giống như là cũng dễ thương, nhiều khi nó làm chị của chị luôn em. Ý là nó cũng rất là take care người ta. Rồi lâu lâu thì nó làm bà nội người ta luôn cũng được. Trời ơi. Dạ, nó thiệt là nó gia trưởng lắm chú ơi, tất cả mọi người đều công nhận. Có đôi khi nó làm bà nội người ta luôn hả? Cũng làm bà nội người ta, là mẹ thiên hạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi thôi cảm ơn nhà gái. Con tự cảm nhận ha. Dạ. Nói chung bạn bên kia cũng dễ thương, chị nó cũng dễ thương nữa. Nói chung là hai bạn gà bông này mở rào ra tự xử đi. Rồi. Mở rào. Mình có hai món quà tặng bạn. Rồi, dễ thương, cảm ơn. Mình nói về ý nghĩa món quà của mình được không nè? Dạ, ý nghĩa món quà thì hoa này nghĩ là con gái lúc nào cũng thích được tặng hoa rồi. Còn cái gấu kia thì đang là cái trend. Gấu này đang hot trend. Con tôi có 10 con. Nè, nó có còn cái này nữa nè. Đó. Đây là cục cứt mũi. Giờ. Cũng có quà muốn tặng bạn nam. Thì do con không biết cắm hoa nên là con đi cắm xương rồng sen đá. Thật ra là con tặng bạn một cái chậu con đã cắm rồi. Còn chậu còn lại con chưa cắm. Ví dụ nếu hôm nay nếu có duyên mà mình thành một cặp thì chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái chậu còn lại và mỗi người giữ một chậu. Còn nếu không thì anh có thể trồng một cái cây nào anh thích vô và để bạn làm việc. Cảm ơn nha.
Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng sáng sủa và cũng có duyên. Với lại em muốn hỏi một câu là điều gì ở anh khiến anh cảm thấy tự tin về mình nhất? Tại vì anh cảm thấy anh học giỏi nên anh tự tin về những cái cuộc thi. Ví dụ anh không bao giờ mà anh run trước mấy cuộc thi nữa. Anh luôn tự tin về bản thân mình, về cái kiến thức của mình. Vậy ví dụ nếu anh quen một bạn nữ giỏi hơn anh thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Anh thì thích bạn nữ giỏi. Tại vì anh nghĩ là hai người giỏi cùng với nhau mới cùng phát triển được. Vậy nếu bạn nữ không giỏi như anh kỳ vọng thì sao? Không giỏi thì anh cũng tình yêu anh đủ lớn thì anh sẽ cũng làm cho bạn nữ giỏi theo mình. Ví dụ hồi nãy em có nói về cái khuyết điểm của em là gia trưởng, nghĩa là em cũng nhiều khi là em muốn người ta theo ý mình. Khi mà em nổi cơn lên, em nổi cơn gia trưởng lên thì anh đối phó như thế nào? Thì anh nghĩ là anh sẽ phân tích cho em hiểu. Nếu như mình đã cùng nhau rồi thì mọi thứ mình phải có quyết định của cả hai phía, chứ không thể nào mà mình tự ý làm được. Nhiều khi em đang làm sai mà anh biết em đang sai mà anh lại không nói ra thì thành ra nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Nó vấn đề lại đi xa hơn thì đôi khi anh cũng phải ghì em lại một xíu để mình dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà ví dụ nếu anh làm như vậy với em đi, em cảm thấy anh giống ba em hơn là giống người yêu thì sao? Ý là em cảm thấy bị ức chế, một ba thôi đủ rồi, giờ thêm một người yêu nữa thành ba thứ hai thì sao? Thì anh nghĩ là một người con trai là phải để che chở cho người con gái mà. Thì mình phải làm những cái điều đó để mà cho dù bạn nữ có nghĩ như thế nào đi, mình cũng, tại vì mình khi mình yêu rồi thì mình không muốn cái bạn nữ mình đã suy nghĩ sai rồi mà còn phải làm cái sai đó nữa. Theo em hiểu nha, thì anh muốn uốn nắn cái hành động sai của em. Ví dụ anh có thể chỉnh em về đúng, nhưng mà cái cảm xúc của em thì lại không được thỏa mãn. Em sẽ cảm thấy bị ức, gọi là sao anh không nhường em làm khùng làm điên cái này, anh lại cứ túm đầu em này nọ chứ anh không có chiều theo cảm xúc của em thì sao? Cái đó thì ban đầu anh sẽ chiều trước, rồi anh sẽ phân tích sau cho cái cảm xúc lúc đó của bạn nữ kiểu như nó nguôi giận bớt đi hay là gì đó. Thì mình sẽ nói chuyện sau nó dễ hơn là khi mà cả hai đang cùng nóng giận mà đi mình còn phân tích nữa thì không ai nghe ai đâu. Tôi nó đang chiều cảm xúc của con đó, nó chiều chừng nào con hết cảm xúc thôi nó sẽ bắt đầu mới có ý kiến, đúng không con? Dạ đúng rồi. Đó, nó vậy đó. Tức là con có coi phim nãy chị gái nói là đôi khi làm bà nội người ta đó. Con có coi phim Em là bà nội của anh chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Về coi đi con. Thấy không? Bây giờ mình tiến gần xíu đi, ngồi xa quá. Đó, bây giờ mình đối diện nhau nè. Đó, tiếp tục. Mà sao em lại đôi khi em lại muốn làm bà nội của người khác? Thật ra mặc dù em lúc nào cũng trong một cái nhóm, em lúc nào cũng nhỏ tuổi nhất, nhưng mà em lâu lâu em cũng muốn thử cái vị thế ở trên, được chăm lo cho mọi người, được ở kèo trên, thì anh nghĩ sao? Không, thì cái đó anh thấy bình thường, tại vì con gái mà, anh nhường hết. Anh nhường đến mức độ nào? Anh nhường đến khi mà em thấy hài lòng. Nhường tới luôn á. Chết, câu chí mạng. Hôm nay anh nhờ chương trình chọn cho anh một bạn nữ 6 điểm thôi, mà em thấy 9 điểm, em thiếu một điểm nữa, một điểm tựa, em thiếu một điểm nữa, một điểm tựa. Trời ơi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Con không biết hát. Thì nắm tay tiếp đi để cho bạn gái hát cho. Bây giờ gái có thể mình hát cho chàng trai nghe coi. Mình chủ động chút đi, mình muốn làm kèo trên đó. Thì em hát một cái bài mà hồi cấp 3 em hay hát. Này em ơi, trăm năm sau, những ưu phiền kia sẽ về đâu. Biết cuộc đời, mình phù du lắm em ơi. Ngày hôm qua em vui ca, chớ sao hôm nay em buồn ba. Có sao đâu, rồi cười cho lâu. Mà này có biết khi mình cười em hồn nhiên như trông thấy trái đất này như khi xưa trăm năm quay. Em với hôm nay vui vì có em trong đời này. Hay quá. Nhìn thẳng sâu vào mắt bạn gái nào. Hai đứa nhìn 1 phút 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Con nói đi, nếu như lúc em làm bà nội của anh sẽ làm gì? Nếu như mà lúc em làm bà nội thì anh sẽ ngồi đó và lắng nghe những điều mà em nói. Chị chiều theo ý em. Sao nó nhỏ quá vậy? Cái khúc lĩnh lên. Đúng rồi, bản lĩnh lên. Nếu như mà em làm bà nội thì anh sẽ ngồi và lắng nghe những điều mà em nói. Nó chịu dưới kèo con rồi đó. Rồi, được rồi, về vị trí ngồi đi các bạn. Bây giờ các bạn trao đổi với nhau cũng rất là vui ha. Chúng ta một phần nào cũng hiểu tính nết của nhau rồi. Một phần nào chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Còn bây giờ điều gì đến, nó sẽ đến. Tùy quyền quyết định các bạn nha. Không ai ép các bạn phải bấm cái nút đó cả. Mà chúng ta phải bấm bằng sự suy nghĩ của mình. Bấm bằng cả trái tim của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2
3. Trời ơi, con có bấm không? Hết thời gian, con gái không bấm. Sao vậy, người ta đồng ý con làm bà nội của người ta luôn mà. Con rất là mến bạn, nhưng mà tại vì hồi nãy giờ là con gọi là chưa có chạm được cái cảm xúc mà con bấm, nên là nãy giờ con giữ lý trí quá. Trời ơi, người ta đồng ý làm bà nội luôn mà, ta chiều tới mức vậy luôn mà không bấm. Trái tim sắt đá. Trái tim sắt đá hả? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta tạm chia tay ở đây. Chúng ta là những người bạn với nhau, bắt tay nhau đi nào. Để rồi chúng ta sẽ lấy số điện thoại để trao đổi với nhau, tiếp tục là bạn của nhau nha. Đây là những phần quà mà chương trình gửi tặng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Chương trình gửi tặng bạn một bộ sản phẩm bổ phế Nam Hà, thương hiệu bổ phế hơn 64 năm có mặt trên thị trường, với thành phần cát cánh, tỳ bà diệp, bách bộ, xạ can và các thành phần thảo dược khác, dùng cho các trường hợp ho, đau, rát cổ họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Đây là bộ sản phẩm bổ phế quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt Nam. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại, đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chia tay hai bạn. Xuống đi, chị lấy quà xuống sao? Đường ai nấy đi, đôi người đôi ngã. Thiệt là tình hai đứa nhỏ. Cái cô gái quá là cá tính luôn. Tôi rất thích nếu như cô gái bấm nút, bởi vì chỉ có chàng trai mới chịu được cái tính bà nội của cô gái thôi. Ngọc Lan nghĩ là con bé nó cũng chưa có biết là nó cần cái gì và nó muốn cái gì. Chưa hiểu được bản thân của bạn ấy. Nó hiểu đó, cá tính đó, nó muốn kèo trên không đó. Thì người ta đã chấp nhận kèo trên rồi mà vẫn không chịu. Tức là ở đây là cô ấy chưa tìm ra được bản thân mình muốn cái gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là cặp đôi không có bấm nút hẹn hò nhưng mà ra gặp tôi cái tôi rối rít luôn, nắm tay cho coi. Tay. Đây là hẹn hò rồi đúng không? Sao hai đứa không bấm được ra, thấy sao mà hẹn hò? Dạ tụi con đang trong quá trình tìm hiểu mà. Sao nãy không bấm người ra đây nắm tay hẹn hò? Tụi con mới đến tiên 2 tiếng ở chảo. Là tự nhiên ra thấy hợp nhau nhiều hơn hả? Dạ đỡ có nhiều thời gian để trò chuyện hiểu hơn. Giờ là bấm ngoài đời luôn ha. Anh nói đi. Anh nói đi kìa. Dạ, giờ con thấy sao? Con nãy thấy vui. Con thấy vui, phù hợp với con. Phù hợp, nãy con bấm, bạn này bấm cũng tức không? Phù hợp rồi, con bấm con thấy. Thì con phù hợp như bạn này, nãy không bấm thì giờ từ nắm tay ta cứ ngắt. Bạn lướng vậy đúng không? Đúng không? Rồi đây là những giây phút sau hậu trường nha, không bấm xong rồi cuối cùng đây quay tôi có tôi để xuất hiện. Dạ. Tôi thấy tôi làm chứng nha. Dạ vâng, chú làm chứng. Hồi nha. Nãy là không có bấm, cô này không bấm, anh này bấm. Dạ. Nhưng bây giờ ra đó cô này bấm liền luôn. Trời ơi, lẻo, ta gọi là lẻo lự. Tao cặp đen. Bây giờ mình là coi như bấm nút ngoài. Dạ bấm nút ngoài đời. Chúc hai đứa khó làm ai là mỗi nó khó vậy. Thì trên đó không bấm, ra đây nó không bấm. Mà dù sao cũng đã tin. Ok.